khô. Mẫu nhìn hầm hố ghê không? Chiếc này hồi mùa rồi mình quay đắp bờ quay không kịp nè. Ông tài xế này là ông tài xế lái chiếc Hyundai 5310 mà cái mâm sơn màu cam cùng màu với dàn sớ á, chiếc 5310 kia bán á. Đó là lái đất nhà không à. Lẹ quá nè.
nhìn mặt nạ chứ như người siêu nhân vậy, mặt cao bô. Cái bộ đúc ống ngay đây.